Xin chào quan, chào quan quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với anh Robocraft. Nhưng lần này mình đang maximum cho anh từ skill đã. Máu của anh này bây giờ quá trâu, 934, 482 công này, 379 tốc độ này. Số rất là cao rồi, tới so sánh vài chỉ số công thì chắc chắn không bằng con Legend Derby rồi. Ui, 934 trông ngang con cu dừa này à. 482 là gần bằng với con Legend Derby. Tốc độ thì tốc độ cao hơn con Legend Derby 20, khả năng bao nhiêu mấy các bạn ạ. Thì anh này thì skill mình đánh giá lại cho anh rồi. Chỉ kêu này gọi là dội tên lửa bừa ấy. Tôi dội tên lửa vào kẻ thù đấy à, dội một con coi đã rồi cam view ấy, đã được maximum rồi. Ừ, không gì chịu tùy từng ván nhé bạn nhé. Thầy nhìn mặt anh rất đô vui ngầu khi làm vua này ấy, cầm khiên vàng kiếm vàng, nhưng còn lâu à, mấy chục năm nữa à, mấy tháng nữa mới có sự kiện gì à, sự kiện vàng ròng các bạn ạ. Thì anh này cầm khiên vàng kiếm vàng làm vua được á. Trời mới nghĩ không ạ, đâu nhỉ này, trong hình này này mồm đâu, phải ăn thế nào được, phải ăn nhiên liệu chứ sao lại ăn thịt cua thế nào nhỉ. Ôi, ui, nước kia, cẩn thận. Rơi giúp cho bạn ấy, đừng xuống. Hay sao? Lắc, nhớ. Ây, có người, anh em chờ, solo không? Không. À, ít liệu hồn nhờ. Được. Cái biết tên thì kệ. Này, cút cút à. Ui, ui, có một trường tin xịn lại thế. Được, vừa nãy nhá, có thanh niên cũng được hổ báo lao vào, mình đập cho một phát. Tí đi quân ạ. Hãy thử thêm sức mạnh này. Cua dừa này. Úi dồi, cua dừa bắp chuối. Quá yếu, quá mạnh rồi, chỉ số rất là mạnh. Nhưng không biết skill thế nào mà chị. Làm sao. Ui, đừng để ý nó to vãi trưởng này quân ạ. To đùng luôn. To hơn cả con cua. Gì nhờ. À, có một con dừa mà so sánh độ to à, của anh là to bao nhiêu cũng được. Rùa này thông tin kìa, thông tin xin rồi, hay cứ cho anh đi đánh bot. Anh biết tỷ lệ skill đánh bot không ngon không, nhưng mà anh bởi vì ông cô nhỏ đánh đau thế thì đánh tít kìa. Thôi anh nhanh lắm, bot đâu ta. Ôi giời, bot hướng ngược lại ạ. À, kiểm tra chỗ của bot hơi thông thoáng. Ô oh, con này khó nhai đấy các bạn nha, không phải dạng dễ đâu. Con first boss. Ui, chết, tập nhanh. Ui giời, vừa vào đã gặp legend mơ rạng, trời khủng thế, cả gầy bét lên nó làm cho sấp mặt các bạn. Đang cố gắng giữ CQ để dội trên cái mặt boss. Thì dùng nữa. Thằng bot đi nhá. Nè lách ra. Ui đông quá trời. Ây, được. Ngay mà. Ui, có dương tím kìa, dương tím. Ây, cái gì đây? Thuy lại, siêu to khổng
rồ của bản tin Vlog 141%. Quá ngầu. Cua cua này ơi, lây dần. Rồi, anh nhảy. Anh rõ em tí. Ôi dồi, ý giết đấy con lây dần của bạn ạ. Không có báo vội với nó đâu. Báo vội với nó chỉ có đi thôi. Ôi, ngao kết lần đầu tiên mình thấy to vãi trưởng này. To à, đây, nó cầm chùy gai. Đấy. Ui, Momo sắt thép còn ơi. Đây là cũng Momo sắt thép này, chùy gai bằng thép này, cơ thể bằng thép này. Ai kia mình skin lên mua bê đát, skin vàng ấy đấy, mua vàng ấy. Chùy gai chắc chắn chỉ lên vàng luôn. Lên đồi núi à? Nhanh quá ngầu. À đúng rồi các bạn ơi, nếu ở đây không có mục tiêu thì nó đánh cái gì nhỉ? Này thì rùa. Rùa yếu quá các bạn ạ. Nào con đánh update cho rùa yếu đi. Tôm hồn này. Thế rồi. Ui nào ơi, tập 9 rồi, dễ nhở. Thế xong. Thế mình đi. 600.000 điểm. Con phết nhở ơi. Con phết. Con gần ngang mình này. Con ngang mình. Xuất hiện rồi. Hai cái chìa khóa. Chìa khóa thằng vua cua nó giữ. Hai. Hai nhiều thằng. Khăn đường quá quên ạ. Khăn đấy. Khó khăn trở ngại đấy. Úi dồi ôi, cầm trống nhưng chưa chắc thì đã thắng rồi. Ui. Ui, bên mất mất ạ. À nhưng mà mình là tỉ mất ạ. Corona này. Corona ngon đấy. Phải như thế. Thằng tranh giành quá dưới này các bạn ạ. Xuống tranh. Đây là có được không? Chìa khóa ui mình nhờ. Kiểu ôi chìa khóa nó lũ nó bao hồn con cầm chìa khóa. À, à khóa này chưa kịp vào. À tác bên kia là chìa khóa. Tác này thì tác này. Tác đưa chìa khóa đây rồi. Sợ thằng vụ đi chìa khóa không. Hay quá các bạn ơi. Tác con tác con cầm chìa khóa. Tội gì nhỉ? Tắc của sao cũng đi. Ui chết. Trả thù các bạn ạ, được rồi. Trả thù đúng không? Mình cũng trả thù ngược lại luôn. Này, trả thù ai hả? Trả thù nhầm người nhá. Đùng. Chết chưa? Ui, chết. Thằng này. Xanh lấy chìa khóa nữa mẹ thế cả ơi, vừa giết được thằng kia xong rồi chặt bóp. Ôi đấy vừa chắc chắn là con của Legendary vừa nặng có nhai rồi. Tác này ôi khỏe vãi trưởng vừa nặng đồng kia. Yeah. Ui Legend kìa, Legend kìa. Em Legend với nhau. Ừ Legend với nhau không à. À ui chết. Nó đặt pet kìa. Thôi té các bạn nhá. Khi nó đang đặt pet thì mình nên té đi. Trước khi nó đạt thì chết. Ta cho anh thấy hiện nào. Bot chết nhanh lắm. Khi thì đến chỗ bot. Mua đã chết bot rồi. Ngày ui top 3 rồi. Ui chết. Nhập một xuôi anh rồi ha. Kinh ui. Ôi mấy cái con này có chức năng đặc biệt các bạn ạ. Khi mình đã đánh con nào rồi nó quyết đánh luôn. Chứ nó không. Này rõ ràng mình đánh được kinh sao nó không được đánh. Nhanh còn lẹ luôn. Nó biết nó đánh chết mình đấy. Tay giả.
rồi, khỏe phết. Ui, đông, 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 cua đồng quá con ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, đông. Ôi, chết, chết lại con cua dừa này. Răng, răng. Ôi, chết, 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 đông, 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 đông rồi, đông rồi, mày bỏ xuống cua. À, đang con lấy thích báo à. Ở đây mình có mình bỏ sau thôi nha. Cua đồng, cua đồng. Này, hổ này, hổ này. Hổ này, hổ này. Cái gì nhỉ? Cung báo robot grab à? Ai hồi sức bây giờ? Cái này tâm thấy người mình ngay chưa một lần là sợ ngay các bạn ạ. Ui có ba được cả ơi. Yes dù cua được bạn nha, chưa làm vua nên là mình chưa mở được chưa. Hai, ui con tám bên kia nó lấy xương rồi, chết rồi, chết chết chết, thắng rồi đấy. Wow, mình khỏe vãi rồi. Là chỉ số mình khỏe nhờ. Cờ trâu bò này, cờ khủng này, ui. À, té nhanh. Cờ trâu bò vừa khủng này, chỉ còn tốc độ hơi chậm chứ thôi. Ui ui, chạy nhanh 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 chết. Ui chết, tám bên kia này tác 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 này thì tác này, tác ơi, không mình không đánh được con tác. Tăng cái gần hết máu rồi xong rồi. Đợi tí nữa mình sẽ giết hết loài tăng luôn. Khổ à. Tí các bạn ạ. Ôi anh em thế này không nhỉ. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Nhanh 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 nhanh. Chín nhanh chín nhanh. Té. Té nhanh. Té nhanh anh em một kìa. Em một kìa. Thôi anh em một kìa. Vậy dưới này lại có cua to nữa chứ. Đi lên xin ạ. Căng thẳng lo cho kẹt kẹt đi. Cấp 2 rồi. Hay. Hay 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 hay. Sẵn nha. Đúng 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 đúng. Vậy anh làm Robo Grab là hơi bị bắt nạt nhiều nha. Ui. Anh canh mình lên là ta. Nó cứ đi vòng 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 vòng. Ôi giời. Đi đi anh ơi đi đi. Ờ đi. Đi trước. Đi rồi đi. Ui mình vừa lên bắt cái dương tím rồi. Quang lại bóng chày siêu to khổng lồ. Ê này đóng băng này. Hay thật. Đóng này đóng này. Đóng về quỷ như loà mà dù. Đáng nghĩa ra mình bị đóng băng là. À đấy không đánh đâu. Ê cấp 2 này mình phải cày điểm tí các bạn nhá. Tạm thời mình cày điểm tí đã. Sau này thì nào. Bao nhiêu? 50 mấy nghìn. Ui đi đánh 7 cận. Con nhưng mà sao AK8 một con này. Trừng kiếp ngon. Con lành nhỉ. Cái này sắp hết rồi. Dao corona các bạn ơi. Hay quá. Dựa dựa dựa. Giết dựa giết dựa. Dựa dựa này 2K4. Dựa này à, tay dài này. Tác men dìa này. Cứ nhầm nhỉ. Bùn chứ. Tam dìa tam men dìa. Làm sao như thế này được. Đẹp tí à. 850 thế nào. Tự nhiên nó phải này. À đây đây chỗ. Vừa nhiều con lại có dương tím nữa chứ. Uầy. Thanh niên này phù hợp. À cố hên đấy. Hên lắm luôn đấy. Út nhạy. Úi ôi. Nhiều đồ quá. Thật là khỏe quá các bạn ạ. À vẫn top 3 kìa. Héo. Top 3 vẫn top 3. Lại kiếm corona tiếp này. Ôi anh này chắc là. Ho là lúc trước là robot nhiều nên là nhiễm corona. Ui legend legend legend. Chết 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 chết. Chạy 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 chạy. À legend kịp đẹp con ạ. Thắng rồi. Thì chắc mình đã làm vui được. Quét ghê quá. Ui nó kìa nó kìa nó kìa. Té 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 luôn té luôn té luôn. Ừ, không té được. No. Khó khăn quá. Ui, thua rồi.
đó cho một thuận. Nhưng anh này quần chưa được với nào. Bao nhiêu đã? 384.000 điểm. Cậu có ít lắm đâu. 11 khi à? Cấp 2 được. 660 ít tí thôi. Thôi, video đây là kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn.